Trước tiên thì em có lời cảm ơn thầy cô đã làm khán giả tuyển cho công ty Nasdaq đến được gặp gỡ các bạn sinh viên ở đây. Thì ra anh tuyển nói là sốc kinh doanh thì có thể nghe nó ghê gớm quá. Thực tế thì là một cái phụ thân làm sinh viên thì lúc ra trường có nhiều cái chăn trở với các bạn trẻ. Cách đây khoảng tầm mình ra trường năm 2006, tức là bây giờ các bạn 12 năm rồi. Tại cái thời điểm đấy thì chưa có những buổi giao lưu như thế này, chưa có ai để hỏi cả, và mình cũng như các bạn, thế là mình đã trải qua 12 năm đi trải nghiệm. Đấy, thì bây giờ mình nghĩ rằng là tại một thời điểm nào đó có thể dừng lại, xong rồi nếu được có buổi để gặp gỡ các bạn là mình có thể trao đổi thêm. Để biết đâu là các bạn có thể có những cái suy nghĩ giống như mình cách đây khoảng 12 năm, và bây giờ các bạn sẽ đâu đó tìm được một người mà có thể chia sẻ được, và các bạn có thể có một con đường tốt hơn con đường mình có tại điểm hiện tại, thì thế đã rất là vui rồi. Thế thì mình thì tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, có bạn nào có cái hình tượng gì về Đại học Bách Khoa Hà Nội không? Đại học Bách Khoa Hà Nội là nơi dạy những thứ linh tinh. Đấy, bởi vì đó là Bách Khoa mà, nên là cái gì cũng dạy. Thì khi mình tốt nghiệp, khi mình bắt đầu vào trường đại học, thì cái quyết cảm giác của bạn thế nào, cái cảm giác năm đầu tiên của mình là mình phải thở phào một cái, coi như là vừa vượt qua được cái gì đó rất kinh khủng rồi, học hành chuỗi cả tóc xong rồi thi đỗ được vào trường đại học. Thế thì sau khi thở phào xong được 3 tháng thì là những cú sốc đầu tiên. Đó là mình thấy rằng là tất cả những cái gì mình học ở cấp 3 thì bắt đầu bị lôi ra học lại. Tích phân, đạo hàm, hóa học, hình họa, vẽ kỹ thuật, các thể loại. Đấy, và lần đầu tiên mình nếm một cái mùi của việc trượt môn. Từ học cấp 3 mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình trượt cả. Học cấp 3 điểm kém thôi, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình trượt cả. Nhưng mà mình cũng học cũng kinh, hồi cấp 3 học Hà Nội Amsterdam, thế cũng ghê gớm lắm. Thế là nghĩ rằng là mình kinh kinh khủng lắm. Nhưng mà vào Đại học Bách Khoa phát xong ngay kỳ đầu tiên trượt 3 môn, trượt hóa học 4 điểm, trượt hình họa hình như là có 2 điểm phải, bởi vì có 5 câu thì sai lắm, mỗi câu 2 điểm. Đấy, và trượt thêm 2 môn gì nữa. Thế thì lúc đấy thực sự là rất là sốc cho 2 năm đầu tiên. Cái năm thứ hai thì vượt qua được cái đoạn sốc đó rồi, bắt đầu vẫn chưa rồi. Vẫn chưa rồi thì bắt đầu chuyển qua lười. Thực sự là năm thứ hai thì mình chẳng biết là mình sẽ sau này tương lai mình làm cái gì cả. Học thì học chuyên lý. Nhưng mà hồi đấy thị trường nhân lực thì mọi người đang rất là đề cao hai môn, đó là môn điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. Đấy. Thì lúc đấy thì thấy mọi người bảo là sinh viên nào mà giỏi thì là thi vào công nghệ thông tin, kém hơn tí level tiếp theo thì là vào điện tử viễn thông. Thì nghĩ là mình giỏi, mình cứ nghĩ là tương lai mình sẽ vào công nghệ tin thôi, chẳng có cái sự chuẩn bị nào hết. Các bạn ở đây có ai có cái sự chuẩn bị ngay từ đầu trong việc học công nghệ tin hay không? Thế nhưng mà nếu mà có thì thực sự rất tốt. Còn mình như mình thì hồi đấy mình cảm giác là những các sinh viên cùng thời mình thì mọi người cũng chẳng có ai có cái định hướng là sẽ làm công nghệ tin cả. Tôi chỉ cần bởi vì mọi người chọn thì nó hot thôi, và cảm giác sau này ra trường rất dễ kiếm tiền này. Đấy. Thì công nghệ thông tin là gì mọi người cũng chả biết luôn. Đến năm thứ 3 thì thực sự là mình bắt đầu cảm giác là lúc đấy là vừa lười vừa mất định hướng. Bởi vì mình thấy học đại học đúng lúc đấy bắt đầu mình bắt đầu quen rồi, cái việc mà để điểm cao thì nó khó, cái việc để qua được môn thì nó dễ. Học trong sách gần đến đoạn thi rồi thì học thôi. Xong rồi các bạn nào mà hay biết Bách Khoa để ra mấy đoạn quán photo ấy, thế nào có mấy cái đoạn liên quan đến các câu hỏi thi của mình thi trước, và tôi học kỹ trong đấy là thế nào đỗ, trừ một số thầy sát thủ cho sinh viên ra thì phải cẩn thận thôi, chứ còn thì lúc đấy thì các môn đều phải đỗ. Thế nhưng mà lúc đấy mình phần rơi vào tình trạng là mất định hướng, bởi vì 2 năm cuối sẽ là 2 năm thực sự của cái định hướng ra trường sẽ làm cái gì. Mình đã chọn con đường tin rồi, mình đã vào ngành đường tin rồi, nhưng thực tế mà nói tại thời điểm đấy thế nào là công nghệ đường tin, trong công nghệ đường tin có những phân ngành hẹp gì, và phân ngành hẹp nào phù hợp với mình, cũng như là cái phân ngành hẹp nào mà sau khi ra trường xong mình có thể trở thành một cái người kiếm được nhiều tiền, có thể nhìn như là các anh trong FPT chẳng hạn, không những anh mà cầm rất nhiều cổ phiếu, anh rất là giàu có, sao mà trở thành người họ, mình nhìn mình cảm giác rất là ngưỡng mộ, nhưng mình chẳng biết làm nào.
Đấy. Thì năm thứ ba là năm mất định hướng. Và năm thứ tư, đấy là một năm cuối cùng đấy, vừa chuẩn bị tốt nghiệp, vừa đâu đó là bắt đầu xin việc làm. Đấy. Thì thời điểm đấy xin việc làm thì hồi đấy mình không nghĩ lắm là nghĩ là xin vào cái việc làm ở chỗ nào mà các thầy đang, các thầy có thầy đang làm, thầy có rất mình đang làm đấy. Một mặt là tiếp cận với thầy và do ra trường thì dễ xin việc. Đấy, thì hồi đấy nghĩ chuyện thế. Tức là mình cũng xin vào cái công ty mà thầy đang làm bên ngoài thôi. Và cũng có được thầy giúp đỡ thật, thầy giúp đỡ thật. Nhưng mà thực sự để thiết năm thứ tư thì mình đã còn cảm giác thực sự là cái gì đó nó đang không đúng. Nó không đúng bởi vì mình không cảm giác mình đang có một cái gì sự chuẩn bị nào cho việc chuẩn bị cho ra trường, cho việc làm công ty. Ngay cả bản thân cái đồ án mình đang làm. Không biết các trường bạn của trường Đại học Thăng Long thì rất thông minh thì các bạn có làm được cái gì khác không? Nhưng mà cái đồ án của mình tại thời điểm đấy mình làm là mình gọi là nâng cấp một cái đồ án của các sinh viên khóa trước. Thế thì bởi vì các bạn thấy rằng là tại sao cái thời điểm năm thứ tư là thời điểm mà nó kinh khủng nhất? Bởi vì lúc ấy mình làm cái đồ án tốt nghiệp của mình rồi, mình chợt nhận ra là tất cả các đồ án tốt nghiệp của mình đâu đó nó mang tính học thuật rất là cao, nó mang tính học thuật rất là đúng, việc nó áp dụng cuộc sống rất là ít. Và mình đã thử đi ra ngoài xin làm part time ở một vài công ty, đúng không? Các công ty đa phần đều yêu cầu mình những thứ gì đó mà nó không hề có trong cái nhận thức của mình về hình đấy. Thì hồi đấy mình làm về nhận dạng tiếng nói đấy, nhận dạng tiếng nói đến từ 1 đến 10 làm sao máy nó nhận dạng được. Thì ra ngoài thì thấy các công ty hỏi thì bảo là em có biết làm PHP không? Em biết làm Java không? Có em nào, có bạn nào biết, có gì hỏi câu này như thế này không? Có biết lập trình không? Hồi đấy hỏi các thầy hỏi thuật toán về chuyển mã tín hiệu rồi chuyển từ phân cùng tần biên độ sang tần số là nói các công ty nó lắc đầu đấy à? Không. Chính vì thế đến thời điểm mình rất là hồng mạnh. Và công việc đầu tiên mình kiếm được công việc đấy cho mình một cái thu nhập khoảng 500.000 một tháng. Cũng tương đương khoảng tầm 3 triệu bây giờ. Từ 500.000 đầu tiên là mình mất khi mà đang đi trong công viên của bạn cái thì mong cúi mất. Và đấy là một cái trải nghiệm khủng khiếp. Khủng khiếp đầu tiên của đời đi làm kiếm tiền vào tháng đầu tiên. Tương tự là mình mong cúi mất. Ok. Thế thì để chia sẻ với các bạn cái cảm giác đấy thì đây là bức tranh. Đây là bức tranh nó mình thực ra mình biết bức tranh này đầu tiên khi mà mình đang đi du học ở Italia, một anh bạn anh gửi cho mình cảm thấy rất là buồn cười. Thế nhưng mà đâu đó nó gợi cho mình nhớ lại cái thời gian mà mình đang đi học. Có ai nhớ máy tua lên là gì không? Có ai biết máy trạng thái là gì không? Sinh viên năm thứ 3 rồi, năm thứ 4 để ra trường rồi. Đúng không? Thực sự các bạn cảm thấy tại điểm đấy khi mình học cái môn này, mình thấy thì thời điểm đấy mình học cái cổng trời đất. Thì cái này thì làm gì cho tương lai? Mình học cái cấu trúc của máy tính 586 à? Sau 86 thì đấy, trong khi đó tất cả bên ngoài nó đã có những cái công nghệ của Pentium rồi. Đúng không? Và đây các bạn thấy là khi mà thầy giáo và cô giáo ở đây bạn về những cái thứ rất học thuật như là máy Turing, như là cái máy trạng thái xác định chẳng hạn thế thì sinh viên ở dưới học cái gì? Thực ra tôi chỉ muốn tập làm sao học được chỉ một cái video thôi, đúng không? Đó thì các bạn ở đây có thể nhiều người không có ý nghĩ đấy thì rất là tốt, nhưng mà mình nghĩ rằng là tại thời điểm ngày xưa mình cũng đã có ý như vậy. Thực ra mình chỉ muốn lập trình thôi, bình thường mình muốn vào tận thể đấy làm được cái đó hay cái chương trình đầu tiên của mình làm chương trình mà làm sao mình có thể là mã hóa được một cái email trong viết một cái viết thân mình có một cái email mình viết vào một cái floppy disk và cái đĩa mềm, nhưng mà mình sợ là lúc đưa cho bạn gái mình thì có đứa nào nó chặn nữa nó đọc được. Thế là ngồi nhìn bụi đầu gõ lại chương trình đối kết thì cái từ quản gõ lại chương trình đối kết xong thì cái mã hóa để cái tự mã hóa đi. Để sau đó là mình hy vọng là trong quá trình mình gửi thì không ai đọc được. Nhưng mà cái thực ra cái phương thức gửi của mình là mình trao trực tiếp cái đĩa đấy cho bạn gái. Nên là mình cũng không nghĩ là ai đọc được. Đấy. Thế mấy thì mình học công nghệ thông tin mình chỉ mong mình lập trình một thứ nó rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà các thầy cô thì giảng thì mình thấy thậm chí mình đã thôi đến lúc mà mình học cái ngôn ngữ assembly những công việc tại sao khi mà tất cả máy tính nó đã chuyển sang một lập trình cấp cao từ C, C++ rồi các thầy nó là dạy mình assembly. Tuy nhiên điều đấy chỉ đúng khi các bạn đang ngồi trên trường đại học.
khi các bạn thấy rằng là ổ những thứ các thầy cô giáo giảng cho mình thật là buồn tẻ, thật là không có ý nghĩa, đúng không? Thật chẳng áp dụng vào đời được. Tuy như mình chia sẻ thật sự với các bạn, sau khi mình ra trường khoảng 10 năm, sau khi mình làm tất cả mọi nơi thì mình chợt thấy rằng là những cái thầy cô giáo giảng cho mình thì nói chung là giúp mình vượt hơn những người khác. Bởi vì thực ra các thầy cô giáo giảng cho mình một cái nền tảng mà giúp mình giải quyết các vấn đề. Thì các bạn khi mình nhìn bức tranh này, mình nhớ lại hồi ngày xưa các thầy cô giáo dạy cho mình một cái về máy gọi là máy trạng thái chẳng hạn, đúng không? Mình không hiểu mình làm gì và cảm giác là cái thứ đấy chẳng cần biết gì cả, cho nên khi mình sang Nhật làm việc trong công ty của Nhật, công ty IBM Nhật Bản, lúc đấy mình phải làm một cái lập trình cho một cái máy chuyên sản xuất ra cái chip. Các thẻ máy móc các bạn đang sử dụng giờ sử dụng chip, nếu mà sử dụng chip của IBM thì nó đều thông qua một cái nhà máy công xưởng, và tất cả các nhà máy công xưởng đấy nó đều có cái máy để cắt những cái chip đấy. Thì tại thời điểm đấy thì ông sếp mình yêu cầu mình là ok, cậu làm nào để tớ viết cho tớ lập trình cho tớ để cái quản lý được cái trạng thái của cái máy này. Ấy, thì một cái muốn anh của anh bạn cùng đi sang Nhật với mình thôi, thì anh ấy thật sự quyết tâm lắm, cái vụ đấy là anh cũng không học được cả. Đấy, lúc đấy rất là bối rối, khi mình cho nhớ rằng là ngày xưa đâu đó mình học về cái gọi là cái cách sơ đồ trạng thái rồi, đúng không? Mình đâu đó nhớ ra là những ngày xưa thầy cũng dạy mình về state diagram, bây giờ giản đồ trạng thái rồi, và mình đang cố gắng mô tả lại các trạng thái đấy của cái máy đấy thông qua giản đồ, và nhờ đó mình có được cái cơ hội của sự tin tưởng của sếp sau khi mà mình có thể giải quyết được vấn đề của trạng thái, khi mà mình có lập trình được trạng thái của cái máy của điều khiển cái máy sản xuất ra chip. Như vậy ở đây ở cái sai đầu tiên này chúng ta nói là nó cái gì đó rất là gây gớm, nhưng không phải, mà mình đang muốn nói với các bạn có hai cái sự thật. Một cái sự thật đầu tiên đó là trong trường đại học các bạn sẽ không bao giờ học được những thứ như là lập trình của cái game, lập trình của AI. Các bạn chỉ học được cách suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề. Thế nên trong khi mà các bạn đang ở trong trường đại học, mình nghĩ các bạn có làm có một rất tốt để rèn luyện một thứ người ta gọi là kỹ năng giải quyết vấn đề và một nền tảng để các bạn sau này giải quyết được mọi vấn đề trong tương lai, đúng không? Đó là cái mà khi mà các bạn ra các doanh nghiệp không bao giờ các bạn, các doanh nghiệp kể cả Nasdaq hiện giờ cũng chỉ dạy các bạn làm thế nào để lập trình PHP, làm thế nào để lập trình JavaScript, làm thế nào để Angular chẳng hạn như vậy, nhưng không ai có một thời gian nào giảng cho các bạn biết làm sao để giải quyết một vấn đề một logic hiệu quả. Thực tế mà nói khi mà mình có thể so sánh cái vai trò thì trường đại học dạy chúng ta là kiến trúc sư, còn các công ty Nasdaq, IBM mọi người giảng dạy cho các bạn trở thành công nhân. Tuy thật là buồn cười là bây giờ là công nhân đang lên ngôi, tức là gì, tức là về outsourcing đang phát triển khiến cho mọi người chỉ quan tâm phần ngọn của nó thôi, tức là mọi người quan tâm việc làm thế nào để có thể lập trình ra được, làm thế nào để làm theo những yêu cầu khách hàng được, và các bạn chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện rằng là làm thế nào để thiết kế ra được để có người khác có thể hoàn thành được vấn đề này thay cho mình. Và vai trò kiến trúc sư thì các bạn không làm những cái đó, các bạn đang học trường đại học thì lại bằng cấp của mình ra là bằng cấp của những người mà kiến trúc sư, đúng không? Những người phải nghĩ ra, những người phải đưa ra giải pháp để cho người khác thực hiện, thì các bạn lại muốn thích học hơn một thứ đó là làm cái gì đó được người khác đã sắp sẵn hết rồi và mình chỉ làm theo thôi, mình chỉ master về một cái công nghệ nào đó, master về một cái ngôn ngữ nào đó, và mình quên mất rằng là thật sự cái mà xã hội và cái mọi thứ mọi người đang cần, cái giúp các bạn vươn cao hơn so với người khác trong cái khi đi làm, đó chính là cái khả năng giải quyết vấn đề của mình, khả năng suy nghĩ logic của mình và khả năng thiết kế rằng để các bạn khác là để những người khác có thể phải thực hiện theo. Vì vậy đấy là một nhóm cái thứ hai này, tức là các bạn nào có một cái lo lắng khác mình không, xin lỗi nếu là mình biết hỏi anh nhưng mà nghĩ các bạn đều có thể theo được, thì tại hiện tại mình thấy là các bạn cái lo lắng các bạn phát của mình của bọn mình ngày xưa không, sinh viên ra trường cái đến 12 năm rồi chẳng hạn, thì bạn phát được không? Nhưng mà mình cũng có từng có lo lắng, đúng không? Là bọn mình không hề được rèn luyện được đào tạo gì đấy trong cái công việc, kể cả một công việc chỉ có 500.000. Thực sự lúc đấy khi mà mình đi phỏng vấn là nếu mà thực sự mình không phải là học sinh của thầy nhỉ, chắc mình đã nhận công viên công ty đấy. Bởi vì mình đâu có biết lập trình gì mà mình làm, đấy là về lập trình điện thoại di động, Engage, cái máy Nokia đời cổ, chắc là các bạn chẳng ai còn nhớ đến đó nữa. Nhưng mà mình lại hoàn toàn không được chuyên lên một chút gì hết về cái công việc mình đang chuẩn bị làm, cái công việc thực sự đem lại tiền cho mình. Mình đã nghĩ là công ty trường học chỉ là rất là phí tiền.
thời gian. Vì thực ra học chỉ cần học lập trình chỉ cần 3 tháng, 6 tháng là học một lập trình, tại sao phải 4, 5 năm cho rất nhiều môn học liên quan, kỹ thuật điện, kỹ thuật nhiệt, vẽ kỹ thuật, đúng không? Hóa học, toán học, đi xử lý tín hiệu, đúng không? Assembly để làm gì khi mà bây giờ có ai dùng cái assembly ở đâu, đúng không? Và các công ty như người đó tuổi chỉ cần các bạn làm thôi, chẳng cần các bạn nghĩ gì cả. Tất cả thì là outsourcing người ta nghĩ hết rồi. Là cái là outsourcing là cái thứ mà bạn đang rất là phát triển bây giờ, thì đa phần các cái thiết kế, cái design đã được bên các cái công ty về chuyên về system integration họ đâu đó và thiết kế hết sẵn rồi. Thế là đâu có cần mình phải nghĩ gì đâu, mình chỉ cần làm theo đúng thôi, nắm chắc một cái lập trình và làm theo đúng thế là được. Và kể như các bạn ở đây không được đã được đào tạo rất là cơ bản của ra trường, các bạn rất là ít tự tin. Khi mà mình hỏi một bạn nào đó về thì mình đã phỏng vấn ra một số bạn mới đang sinh viên ra trường ấy, mình chỉ hỏi các bạn ấy, các bạn có biết sơ đồ khối này không? Ở đây có bạn nào nhớ về sơ đồ khối? Ai đang dùng sơ đồ khối? Có ai từng vẽ một cái diagram nào trong quãng đời sinh viên của mình? Bạn nào giờ đã từng vẽ diagram trong quãng đời sinh viên mình giơ tay không? Chẳng lẽ toàn bộ hội trường là chưa ai vẽ cái diagram mà chưa ai làm lập trình, chưa ai vẽ sơ đồ khối rồi? Có thật không vậy? Ok, mình chắc mình nghĩ là các bạn đang ngại không? Các bạn đang ngại không làm giơ tay không? Cái sơ đồ khối đâu có gì khó khăn đâu đúng không? Một chương trình start thế nào, cô lệnh nhẹ nhàng ra sao, các bước xử lý như nào và kết thúc thế nào chẳng hạn, thế cũng sơ đồ khối rất đơn giản. Đúng không? Không nghĩ là các sinh viên rất ra trường này không lo không vẽ sơ đồ khối bao giờ. Đó. Vì khi mà các bạn được đào tạo ra và các bạn không tự tin thì mình thực sự mình có một cái thẻ trên này đấy trên mạng không biết chưa xin bản quyền đâu, nên là mọi người đừng hỏi mình bản quyền. Thì mình cũng khá là vui là khi mà bạn được hỏi một cái thứ gì đó, khi mà một doanh nghiệp bất cứ một ai hỏi một cái bạn một cái gì đó, đừng mất tự tin là mình không làm được. Đó. Câu trả lời là tôi làm được và sau đó là tìm cách làm sao để thực hiện nó. Đó là cái mà mình học được khi mà mình mới ra trường. Khi mà mình lần đầu tiên đi sang Nhật làm việc thì có rất nhiều thứ mình không biết, thậm chí cả ngôn ngữ mình không biết. Khi sang Nhật các bạn cũng có bạn có tí mình sẽ chia sẻ thêm các bạn có hứng thú về thị trường Nhật, như là về cái tiếng Nhật hay là tất nhiên là trừ những thứ gì mà liên quan đến Nhật mà các bạn đã hay tìm kiếm trên internet ấy. Thì mình có thể chia sẻ khá nhiều thứ đúng không? Tại sao mình hỏi xong một đêm các bạn đang cười là sao ta? Ok, thì mình thấy là một điều rất là liều, thật sự là liều, bởi vì khi mình sang Nhật đầu tiên mình chả biết cái gì cả, đúng không? Bước lên máy bay còn chữ tiếng Nhật còn không biết, nhưng mà sau đó mình được có được một cái công việc như bây giờ ở một công ty Nasdaq, tập đoàn hàng đầu như bây giờ thì thế mình cảm thấy thực ra tôi mình đã liều. Mình liều thì mình không trả lời là mình không làm được. Khi mà bác giám đốc người Nhật hỏi mình không trả lời là không làm được. Mình bảo ok làm được, không biết tiếng Nhật sẽ học được. Và mình dành tốt thời gian năm cuối cùng của sinh viên của mình để học tiếng và học làm những thứ chuẩn bị cho tương lai. Và nhờ đó là mình có một thành công nhất định. Ok, các bạn đừng để ý nhiều cái từ unemployed, thực ra thì đây là một tranh ngôi của nước ngoài thôi. Và chắc các bạn cũng được nhìn đến nhiều rồi đúng không? Các bạn chỉ nhận thực ra nhiều người nghĩ là học sinh viên IT ra trường thì là được thất nghiệp, đúng không? Các bạn dễ kiếm được rất là dễ dàng kiếm được việc làm so với các ngành khác. IT rất là khó và mọi người đều chỉ cần ra trường thôi, có thể mong muốn là em muốn làm về IT luôn. Thì hoặc là có những công ty nó nhận rồi. Tuy nhiên mình muốn nói cái từ unemployment gần đây là cái từ thất nghiệp này, thất nghiệp trong chính cái suy nghĩ của mỗi người. Khi một mình ra mình có một cái ước mơ để mình làm cái gì đó, đúng không? Khi mình tốt nghiệp ra mình là một sinh viên đầy ước mơ, tôi sẽ lập trình những chương trình mà cả thế giới sử dụng, cả thế giới gào khóc lên để có thể gọi là khi nhìn thấy trên phần mềm của tôi chẳng hạn, đúng không? Kết quả là đúng là người ta làm thật mà chỉ làm được một phần, làm ra một cái bậc để khiến tất cả một chương trình to lớn không hoạt động được. Không biết các bạn đã từng nghe đến câu chuyện đấy chưa? Tôi sẽ viết một chương trình rất là hoành tráng, tôi viết một chương trình khiến cho cả thế giới gào khóc lên và cùng tôi là người viết ra cái màn hình xanh của Windows. Thì mình đang muốn nói là cái gì? Khi mà các bạn bước ra khỏi giảng đường đại học, đó là một thứ hoàn toàn khác với cái gì trong trường.
trong trường thì các bạn được các thầy cô bảo vệ, các bạn được các thầy cô chỉ bảo phải làm cái này kia, các bạn thoải mái có thể học có thể không học, có thể đi chơi với cùng lớp, nói chung là nợ môn thì trả môn, đúng không? Ra trường một vài năm cũng không có nên gì. Nhưng khi các bạn ra đến doanh nghiệp, nợ task, nợ công việc ấy thì phải overtime để mà trả, đúng không? Nếu mà không hoàn thành được công việc thì phải thì công ty sẽ nợ lương, đúng không? Và còn nhiều cái khác nữa mà hoàn toàn không giống như trong cái quãng đời sinh viên của mình. Khi mình sinh viên mình có bạn bè để giúp đỡ, chỉ cần ngồi cạnh nhóm cậu bên cạnh cái là khi có đáp án thể làm được bài thi rồi. Nhưng mà khi ra làm ở doanh nghiệp thì có những thứ mà các bạn có sẽ có bên cạnh cậu ấy cũng đang gọi ngáp ngáp trả lời được. Thế nên khi mà các bạn chuẩn bị với tâm thế, chuẩn bị khi mà ra trường, đó là mình sẽ phải làm việc thật sự, mình làm việc thật sự, mình học thật sự và mình chiến đấu thật sự bởi vì cuộc sống của mình, vì cái tương lai của mình sẽ không còn những cái nó dễ dàng thì mình cũng chẳng phải học nữa. Đấy, thì cái unemployment đấy không, tức là mình có bị thất nghiệp hay không, đó là chúng ta sẽ chuẩn bị trong trường của các bạn. Có một chút chia sẻ với các bạn hơi buồn cười thì thế nhưng mà nếu nhìn trên dạng cái sơ đồ này là thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp hình như là cao nhất đối với sinh viên đại học so với trung cấp, so với học nghề. Thì theo các bạn tại sao lại như thế? Đây có thể là thống kê rất là không mang tính khách quan lắm. Có bạn nào có ý kiến là tại sao giữa khi mà so sánh mình với các bạn học ở Aptech chẳng hạn, tại sao các bạn dễ kiếm được làm không? Tại sao các bạn lại có thể mà nhanh chóng mà có được công việc, mặc dù có thể công việc đấy nhưng công việc nó không thực sự tuyệt vời lắm, đúng không? Số bạn học nghề các bạn có thể làm nhanh chóng được công việc không? Trong khi đó sinh viên đại học thì nhiều khi này lại khó khăn hơn. Thực ra thì Hiếu có một cái nhận định rất là đúng, là các bạn, thường các bạn có hai thứ, ba thứ khiến cho các bạn ấy có một cái em chọn công việc hơn so với các sinh viên học. Thứ nhất, chúng bạn nói là các bạn ấy thường được vào nghề, được học nghề sớm hơn. Nhưng cái quan trọng không phải các bạn học nghề sớm hơn, mà quan trọng các bạn có một cái định hướng công việc rộng rãi hơn. Tức là khi bạn em vào trường đại học bạn em nghĩ là chúng ta làm đại học chúng ta nhất định phải lên kỹ sư, chúng ta phải trò, chúng ta lên tiến sĩ, chúng ta lên nhiều thứ khác rồi, đúng không? Nhưng có thể như em trai em vừa vào đại học, đúng không? Em học Aptech thì ngay từ những năm đầu tiên của Aptech em xác định là em sẽ đi vào trường, em sẽ trở thành một coder, em không quan tâm lắm đến việc phải lên làm manager, không quan tâm lắm đến việc bằng cấp của em ra sẽ không phải là bằng kỹ sư hoặc bằng cử nhân, đúng không? Và tự nhiên em vẽ một cái rất là năm nay em làm cốt đơn, năm sau em sẽ làm xe điều, em sẽ cố học thêm cái technical ở đó, một cái kỹ thuật ở đó, và sau đó em sẽ tế lên thành một người nào đó, hiểu thông một cái đó. Chính vì vậy em có một cái đường lối rất là rõ ràng về công việc. Vì chúng ta như người ta cũng có nhiều sự lựa chọn, sinh viên của em có đại học có rất nhiều sự lựa chọn, cũng nhiều ý sinh viên mà hơi cao đẳng và trung cấp một chút thôi, các bạn cũng nhiều sự lựa chọn được lắm. Và các bạn thì quan trọng là người ta trường chúng ta nhìn sống. Điều đó không có nghĩa là sinh viên nào sẽ đứng ở cái vị thế thấp hơn. Thì cũng chỉ là nếu các sinh viên đại học mà có một cái lộ trình rất là rõ ràng từ khi bọn em đứng trong trường thì bọn em sẽ có một bước tiến xa hơn. Như rất nhiều bạn có nghĩ rằng mình trong đại học cũng thoải mái, đúng không? Mình đang là sinh viên đại học mà mình ra trường thì kiểu gì sẽ có việc làm, kiểu gì về những cái tận hưởng cái gì mà sẽ, đúng không? Thứ hai là không biết mọi người thấy thế nào, nhưng anh thấy phỏng vấn càng những người phỏng vấn càng cao họ càng kêu chưa kỹ khủng lắm ạ. Mọi người chắc là nghe vài năm thì cũng nghe đến chuyện là sinh viên đại học ngoại thương nói rồi, đúng không? Việc này mà dưới 1.000 đô thì em không làm, đúng không? Thì bây giờ bọn em dưới 30 đô là em làm.
nào có người hỏi em gái xem là em muốn trả lời em muốn biết là khi ra ra trường thì em sẽ tìm được lương bao nhiêu. Truyền hình mọi người hãy xem sát tay đúng không? Mà chỉ là thành công trong cái
quanh mình có thể thấy là gì, đúng không? IT chẳng hạn. Bây giờ ai trong môi trường này đang thức? Những ai đang mắc và đang ngủ? Không, không phải để giải thích các bạn dạy đâu. Anh em ở đây đến đề cập đến một thứ, đó là cái attitudes của mọi người, đúng không? Đó. Điều đó, tại sao ở Việt Nam mình luôn luôn mọi người cứ ra ngoài đấy, vừa rồi có ai xem cái bụng mà tròn vuông béo không? Đúng không? Vậy tròn vuông béo, ok rồi, nó là một cái gì đó mọi người không hiểu. Nhưng mà một loạt các người không hiểu về giáo dục, không hiểu về các cái kỹ thuật trong giáo dục thì lại nhảy vào thì chỉ trích, đúng không? Nói năng bừa bãi, đúng không? Và dùng những ngôn ngữ không hề có giáo dục để nói về giáo dục, đúng không? Vậy thì điều đó chỉ là người thường thường hay bảo tại sao người Nhật nói thế này, người Nhật nói thế kia, đúng không? Tại sao như thế? Thì ra thì mình khi mình nói thì mình tìm kiếm trải nghiệm lại xem cái attitude của mình, cái thái độ của mình đối mọi thứ nó có ổn. Vậy thì giả sử mà trong cái môi trường ngày hôm nay tôi ok, các bạn đến đây rất vui, buổi chiều này rất là tuyệt vời, đúng không? Thực ra mình có thể ở nhà đánh một giấc, mình có thể làm một trận Dota, có thể đánh vài trận đế chế bạn bè, nhưng mọi người đã chọn đến đây, vậy thì đừng ngủ, đúng không? Nếu đến đây chẳng mát hơn ký túc xá các bạn, đúng không? Ký túc xá mát hơn không? Đây có một ông vừa lên đây làm bè, nó nói cái này khó ngủ hơn, nên sao ngủ được đấy? Ok, vậy thì mình nói chuyện về vấn đề đó là về tính cách. Khi mà điều đó khiến mà trong đại học các bạn không rèn được một tính cách rất là đạt, rất là rõ ràng với môn học, với thầy cô, với công việc, thì không phải về mọi thứ trong quan hệ bạn bè, không điều đó không đảm bảo khi các bạn ra trường các bạn có một thái độ tốt với công việc, với sếp của mình, đúng không? Và với những đồng nghiệp của mình. Vậy thì các bạn mong thành công được điểm gì? Khi mà các thái độ với cả sếp không tốt, ok bạn sẽ bị đuổi việc. Thái độ của công việc không tốt, bạn thích làm, bạn không thích làm, bạn nghỉ. Bởi vì chúng ta ngày nay đi mà đâu trong công việc, sao chúng ta lại có được ngay, đúng không? Thì là sao thành công được? Xung quanh đồng nghiệp của mình không muốn che chắn lưng cho ai cả, không muốn giúp đỡ ai cả. Chỉ trong quanh quanh là mình chỉ muốn giữ lại cái thành công của mình thôi. Không muốn chia sẻ với người trong công ty này cả. Thì làm sao mình thành công được? Ok. Đấy. Và mình thì khi mà như thế thì sẽ có những cái sự thay đổi. Và cái quan trọng là luôn luôn có thay đổi tốt thì cả cái gì mình có trung tâm của vũ trụ hay không. Các bạn thường thường cũng ngửa tại sao, nhưng mà mình thấy là khi học với các bạn nhiều bạn rất là cảm giác trung tâm của vũ trụ sau buổi phỏng vấn mình đến CO2 này là các bạn có một cơ số 70% các bạn nghĩ này, thằng cha đấy chẳng thừa gì năng lực của mình cả, mình giỏi thế này không, nó không làm được mình nữa là đó là rất thất bại, không hy vọng các bạn trong môi trường ngày hôm nay mọi người đều có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng rất mong muốn là để làm được cái việc trong thành công, đặc biệt là khi mà anh làm trong môi trường mà giả sử cho môi trường Nhật chẳng hạn, thì các bạn thấy là thái độ nhiều khi còn quan trọng hơn cả năng lực. Hôm nay chạy rất là vui, bạn nào rất là hay, một người phỏng vấn hỏi cái người phỏng vấn là tại sao mà anh còn mức lương cao như vậy, trong cái gì mà không có cái việc công việc đó, em gái ạ? Em đòi giá cao vào, bởi vì người không có kinh nghiệm thì làm việc đấy khó rất nhiều. Đấy, nên là phải đòi giá cao vào, 300 đô không đủ được. Ok, vậy thì ngoài ra từ trong cái doanh nghiệp để nói, mọi người thấy rằng doanh nghiệp xấu xa phết, đúng không? Ra ngoài làm môi trường như thế rồi, doanh nghiệp xấu xa phết. Bởi vì đi đâu đó không hỏi cái kinh nghiệm, đúng không? Đi đâu đó không hỏi cùng câu, chúng tôi thì tuyển người có kinh nghiệm. Đúng không? Kinh nghiệm từ đâu ra? Kinh nghiệm từ đâu ra? Chia sẻ với mọi người, em trai, em ruột của anh ra trường có một cửa rất là rõ ràng là ở trong công ty. Và công ty đấy họ là ở với em trai không kinh nghiệm, nên họ bắt làm việc họ gần hơn một năm trời với một mức lương cực kỳ thấp, không bảo hiểm xã hội. Đúng không? Không bất cứ một cái ràng buộc nào, các thử nhân viên hợp đồng trong gần hơn một năm trời. Và đến khi mà em trai có đủ kinh nghiệm để ra ngoài, biết rằng là toàn bộ những thời gian, quãng thời gian này mình bỏ ra hoàn toàn chỉ đóng vai trò là gọi là bị bóc doanh nghiệp bóc lột, đúng không? Đấy thì mọi người sẽ bao giờ thấy là ở đây cũng là tại sao mình như vậy, đúng không? Bởi vì thì họ cũng có cái khó, họ đang có công việc, họ cần công việc để đi ngay, công việc đó là tiền bạc, nó không phải là một bài tập và ngày hôm nay không có thì ngày mai không có thể trả, mà nó là tiền bạc mỗi ngày nó trôi qua, công việc nó được hoàn thành thì doanh nghiệp đấy sẽ phải trả tiền.
khách hàng sẽ phản ánh mọi thứ nó diễn ra rất là nó liên quan đến tiền bạc, đúng không? Và tất nhiên bạn nào mà càng thông minh càng nhiều kinh nghiệm thì mức lương các bạn đòi càng cao, mà nhiều mức lương nhiều khi doanh nghiệp không thể trả được. Đấy, doanh nghiệp thường thường không muốn, tại sao không muốn gọi là đào tạo các bạn? Thực ra đào tạo tốt mà, đào tạo tốt mà, nhưng mà chỉ như mình vừa mới nói thêm, đào tạo xong cái các bạn vừa học xong thì mình bắt đầu có kinh nghiệm rồi, sẵn sàng để có thể ứng tuyển của doanh nghiệp khác rồi, cũng tương cao hơn các bạn sẵn sàng nói bye bye, đúng không? Đó là cái thứ mà khiến cho tại sao Nhật nó như thế. Nhật thì thường thường một người có thể làm cho cả công ty cả một đời, nhưng ở Việt Nam thì anh nói chỉ khoảng 2 năm thôi cho một cái công ty. Điều đó khiến cho các doanh nghiệp ở IT Việt Nam nhiều khi rất là ngại, rất hiếm có những cái doanh nghiệp có khả năng bỏ ra cái bất chấp tất cả mọi thứ để training và rồi để chạy bỏ cả những một nhân lực đấy sang các công ty khác. Thực tế thì chạy bỏ các công ty khác họ là làm cái thứ là trách nhiệm xã hội, nhưng mà thực sự nếu mà những công ty nhỏ đa phần ở Việt Nam là gọi là công ty nhỏ thì họ không có sang làm được việc đấy. Đấy, điều đó lý do lý giải tại sao mà các công ty rất là ngại trên các bạn từ việc mất các bạn công việc luôn, để các bạn làm việc luôn, để chấp nhận việc các bạn thất bại một vài lần, đúng không? Và sau đó các bạn lấy kinh nghiệm từ đấy, và trong thời gian các bạn đang làm việc đấy thì sẽ thu hồi những phần nào đó sẽ đầu tư của mình, đúng không? Vậy thì một chút quảng cáo ra đỡ buồn ngủ vậy. Thì ở Nasdaq thì sau này anh Tuyển sẽ nói về nhiều hơn, đúng không? Nhưng mà bọn anh với những tâm niệm của những người mà kinh nghiệm cũng từ sinh viên các bạn ra trường ra rồi cũng học hỏi những người khác, những công ty khác thì Nasdaq đang trên một đường rất là khác, có thể chưa được hoàn hảo 100%, nhưng ở Nasdaq thì bọn anh cũng chỉ tuyển người, bọn anh đang cố gắng. Tại sao bọn anh buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng là mọi người, bởi vì ở Nasdaq thì mọi người đang cố gắng xây dựng, thay vì tuyển một cái tài năng thì bọn anh xây dựng một cái gia đình và nơi mọi người đều được đào tạo, tức là tài năng đều có thể trưởng thành từ trong một gia đình như vậy. Bọn anh chấp nhận việc rằng bọn em ngày đó bọn em trưởng thành, bọn em ra đi và công hiến ở một công ty khác, nhưng mà điều đấy không ngăn cản bọn anh tiến hành tiếp cái việc là hướng nghiệp rồi training rồi mở các lớp để mọi người có thể hoàn thành được, chỉ hy vọng một phần nhỏ của các bạn đấy ở lại làm việc ở công ty thì cũng là ok rồi. Thế là có cái sơ lần nhỏ ở phía dưới này thì là Nasdaq sẽ là không phải là một công ty mà chỉ có tuyển những nhân tài của IT mà cố gắng để trở thành một cái gia đình cho những các bạn làm về IT, những nhân tài về IT, thậm chí các bạn rời khỏi gia đình để trưởng thành, rời khỏi gia đình để đi công ty nào khác, và bất cứ lúc nào các bạn cũng